Kính mời quý vị tham gia trả lời câu hỏi để có cơ hội nhận áo sơ mi của tập đoàn An Nông. Trong chương trình trực tiếp chuyện nhà nông ngày 17 tháng 4 năm 2022, câu hỏi đặt ra là thuốc chuột Smithian của tập đoàn An Nông nhập khẩu từ nước nào? Hạt thuốc màu gì? Vì sao phải sử dụng bao tai khi lấy thuốc để dùng? Quý vị và bà con tham gia trả lời câu hỏi, hãy điện thoại dãy số 02723835900 hoặc gửi mail theo địa chỉ chuyệnnhanong@gmail.com. Bà con cũng có thể tham gia trả lời bằng cách gửi thư về địa chỉ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Long An, số 31A, quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Thời gian cuối để nhận câu trả lời là thứ Sáu, 13 tháng 5 năm 2022. Hai áo sơ mi của tập đoàn An Nông sẽ tặng quý vị có câu trả lời sớm nhất, chính xác nhất. Kết quả trúng thưởng sẽ công bố trong chương trình trực tiếp Chuyện Nhà Nông, phát sóng lúc 9 giờ ngày Chủ nhật, 15 tháng 5 năm 2022. Đài phát thanh và truyền hình Long An trân trọng thông báo.